dùng khẩu trang y tế và dùng khẩu trang vải. Khẩu trang y tế thì như các bạn đã biết thì chúng ta có hai màu, màu xanh và bên trong là màu trắng. Thế và khẩu trang y tế thì dùng cho những người mà phải tiếp cán bộ y tế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, hoặc là những người đang nghi ngờ cái bệnh này, hoặc là những người mà đang bị bệnh cúm. Đối với những người mà chăm sóc cho bệnh nhân và những người nghi ngờ thì chúng ta cũng phải dùng khẩu trang y tế. Và những người mà đang bị bệnh về đường hô hấp thì cũng phải dùng khẩu trang y tế. Và khẩu trang y tế này thì chúng ta dùng một lần, và sau đó chúng ta sau khi sử dụng xong thì chúng ta bỏ vào thùng rác. Khẩu trang vải thì đối với những người khỏe mạnh thì chúng ta có thể dùng khi mà vào những cái chỗ đông người, hoặc là những người ngay cả khi chúng ta đi bộ hoặc đi xe máy vân vân thì chúng ta cũng phải dùng cái khẩu trang vải như thế này. Và khẩu trang vải của chúng ta thì có thể dùng xong về chúng ta giặt sạch, phơi khô, sau đó chúng ta lại dùng lại được. Thì như vậy. Thế còn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì những người khỏe mạnh mà không tiếp xúc với những các cái đối tượng mà như chúng tôi nói thì chúng ta cũng chưa cần phải dùng khẩu trang.